Trong video ngày hôm qua thì mình cũng đã có nhắc về lần công bố chỉ số Core PCE cho thấy là mức chi tiêu của người dân tại Mỹ hiện tại đang là bao nhiêu. Và chỉ số này đã được công bố vào lúc là 8 giờ 30 phút tối ngày hôm qua. Và khi mà nó được công bố xong thì nó cũng ảnh hưởng đến giá của Bitcoin có một sự biến động khá là mạnh. Giá của Bitcoin đã tăng sau khi mà tin tức này được công bố. Và ngay lập tức sau đó thì giá của Bitcoin đã quay đầu giảm trở lại ha các bạn. Bởi vì là áp lực bán trên thị trường hiện tại vẫn còn đang khá là mạnh. Và giá của Bitcoin đã tăng lên, đó là bởi vì chỉ số Core PCE này được công bố là tăng 0,2% dưới mức kỳ vọng của thị trường và tăng 5% so với năm ngoái. Và đây là thước đo lạm phát của Fed rất thích sử dụng. Bởi vì chỉ số này được công bố là tăng dưới mức kỳ vọng của thị trường, cho nên chúng ta có thể thấy rằng là người tiêu dùng đang dần dần chi tiêu ít hơn. Và với nhu cầu hiện tại trên thị trường đang bắt đầu suy yếu và lượng cung hàng hóa nó không thay đổi thì giá của hàng hóa nó sẽ bắt đầu giảm hay các bạn, và từ đó nó kéo theo là lạm phát nó sẽ bắt đầu giảm trong những tháng tới. Hướng đi hiện tại của Fed đang là đúng, tuy nhiên là chúng ta vẫn còn khá là nhiều bản báo cáo về kinh tế vĩ mô trong tuần này và tuần sau. Hi, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây, người đồng hành cùng anh chị và các bạn trong các video về lĩnh vực tài chính và thị trường crypto theo góc nhìn phân tích kỹ thuật. Báo cáo quan trọng tiếp theo cũng sẽ được công bố vào 20 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, đó là báo cáo việc làm, thu nhập mỗi giờ của người lao động và tỷ lệ thất nghiệp. Hôm qua cũng đã có tin về đơn xin trợ cấp thất nghiệp của người lao động tại Mỹ và chỉ số này đã giảm từ 241.000 xuống mức là 225.000 đơn. Về số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp đang giảm, cho nên mình nghĩ rằng là có khá nhiều người đang bắt đầu có công việc trở lại. Bởi vì là số lượng việc làm ở Mỹ hiện tại tuy là nó đang giảm nhưng mà nó vẫn còn đang khá là nhiều, kèm với tình trạng đó là thiếu hụt nhân viên. Cho nên là hiện tại thì mỗi người dân Mỹ đang có là 1,7 cơ hội việc làm. Vì vậy báo cáo chỉ số sẽ được công bố vào tối ngày hôm nay, đó là tiền lương cũng như là thu nhập mỗi giờ của người lao động vẫn sẽ còn tăng trên mức kỳ vọng của thị trường, cũng như là số lượng việc làm sẽ được công bố là trên mức kỳ vọng của thị trường. Và nếu như kịch bản này nó được diễn ra thì nó là một thông tin tích cực cho đồng đô la Mỹ và tiêu cực cho giá của Bitcoin. Qua chỉ số quan trọng cũng là thước đo lạm phát mà Fed thường hay sử dụng, đó là chỉ số Core PCE được công bố là tăng dưới mức kỳ vọng của thị trường. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là lạm phát đang có phần nào là hạ nhiệt đi. Chỉ còn vấn đề ở chỗ đó là số lượng việc làm hiện tại vẫn còn đang quá nhiều và kèm với tình trạng đó là thiếu hụt nhân viên, cho nên là tiền lương của người lao động á nó được tăng lên, cho nên nó cũng kéo theo đó là nhu cầu chi tiêu của người lao động sẽ tăng lên. Và nhu cầu nó tăng thì các bạn có thể thấy rằng là giá cả nó rất là khó để nó giảm và lạm phát cũng khá khó để giảm mạnh. Vậy nên mình và các bạn cùng theo dõi là báo cáo việc làm sẽ được công bố vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày hôm nay. Nó sẽ như thế nào nhé? Mình dự rằng là nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến giá của Bitcoin trong ngắn hạn. Vậy thì tại sao tiêu đề của video hôm nay mình lại đặt đó là Bitcoin đang xảy ra bull trap? Vậy thì bull trap nó là cái gì? Bull trap nó là một thuật ngữ trong phân tích kỹ thuật dùng để chỉ những trader theo trường phái, đó là giao dịch breakout. Tức là khi mà họ thấy rằng là giá của Bitcoin phá vỡ một vùng kháng cự thì họ sẽ lao vào mua, bởi vì nghĩ rằng là khi mà vùng kháng cự đó đã bị phá vỡ rồi thì giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng. Nhưng mà giá của Bitcoin lại không tăng tiếp mà nó quay đầu giảm trở lại, tạo nên một cú phá vỡ giả, bắt buộc là những người mua họ phải cắt lỗ, thì đó gọi là bull trap. Trường hợp bull trap nó cũng đã xảy ra trên khung thời gian 1 giờ trong ngắn hạn của Bitcoin vào tối ngày hôm qua. Khi mà thông tin về chỉ số Core PCE được công bố thì giá của Bitcoin đã tăng lên rất là mạnh và nó vượt qua vùng kháng cự cũ, đó là đường màu xanh ở đây, đường màu xanh nước biển. Và các bạn có thể thấy là khi mà giá Bitcoin nó vượt qua được vùng màu xanh này thì có rất là nhiều người theo trường phái giao dịch breakout, tức là giao dịch phá vỡ, và họ nghĩ rằng là vùng kháng cự này đã bị phá vỡ thì họ lao vào họ mở những vị thế mua lên, thì giá của Bitcoin đã ngay lập tức là đã bị giảm xuống trở lại các bạn, bởi vì nó chạm đúng cái đường trendline màu đỏ ở đây, chính là một cú phá vỡ giả cũng như là một bull trap. Và sau cú bull trap này thì mình thấy rằng là trên khung thời gian 1 giờ thì giá của Bitcoin đã tạo nên phân kỳ đỉnh giảm giá với 3 lần chạm, khi mà giá liên tục tạo các đỉnh sâu cao hơn các đỉnh trước. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật RSI và chỉ báo động lượng MACD á, thì nó đang tạo nên các đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước, và đây là một sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Kèm theo đó, đây là một setup mang chiều hướng là nhấn chìm giảm giá hay các bạn. Hiện tại chúng ta đang có là 3 cụm nến nhấn chìm giảm giá. Đầu tiên là với một cái nến có biên độ dài như thế này. Cái thứ hai, cụm nến thứ hai đó là cụm nến ngay sau đó luôn.
Và cụm nén thứ ba là cụm nén mà gần đây nhất. Và các bạn có thể thấy rằng là sau cái cú bootstrap này thì mình cũng đã mở một vị thế short, tức là vị thế bán khống, hiện tại đang có lợi nhuận và mình đã dời điểm dừng lỗ lên điểm hòa vốn để rủi ro của mình là bằng 0. Và nếu như giá Bitcoin nó tăng lên trở lại thì nó tăng đúng cái điểm stop loss của mình, đó là vùng mình vào lệnh, thì mình sẽ bị hòa vốn chứ không có bị lỗ. Và với cú bootstrap này thì mình sẽ kỳ vọng là trong ngắn hạn giá của Bitcoin sẽ có một nhịp rơi về quanh khu vực ở tầm 16.405 đô ha các bạn. Đây cũng chính là target của mình trong lệnh giao dịch này. Tiếp theo là dữ liệu on-chain đang cho thấy rằng là những thợ đào hiện tại họ đang có hành động là chuyển đi số lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ. Đầu tiên là chỉ số Miner Position Index, hiện tại thì nó đang có một sự biến động tăng mạnh ha các bạn. Và ở trong những lần trước, ở từ giai đoạn 2012 cho đến thời điểm hiện tại, thì mỗi lần mà chỉ số này nó có sự biến động mạnh á, cho thấy rằng là số lượng Bitcoin mà thợ đào đang nắm giữ nó đã được chuyển đi từ ví thợ đào, có thể là chuyển lên sàn giao dịch hoặc là chuyển qua thị trường OTC, tức là chuyển sang ví khác và không bán qua nền tảng ở các sàn giao dịch ha các bạn. Và để cụ thể hơn thì mình sẽ kiểm tra thêm về những chỉ số liên quan đến các thợ đào, đó là chỉ số Miner Outflow, tức là số lượng Bitcoin đã được chuyển ra từ những địa chỉ ví thợ đào. Hiện tại thì các bạn thấy rằng là số lượng này trung bình hiện tại thì trong ngày hôm qua, đó là ngày 1 tháng 12 thì nó đã tăng lên một mức là 2.500 Bitcoin, tức là trung bình vào ngày hôm qua thì có 2.500 Bitcoin đã được chuyển ra từ những địa chỉ ví thợ đào. Và theo như chỉ số Miner Outflow này thì mình thấy rằng là trong khung thời gian lớn hơn, đó là khung thời gian ngày, thì mình thấy rằng là ở giai đoạn từ năm 2020 cho đến hiện tại thì lần này chỉ số này nó đã tăng lên một cái mức khá là cao. Và trong giai đoạn trước, đó là lúc thị trường uptrend á, thì chỉ số này nó mới tăng lên mạnh hay các bạn, nó tăng lên mức là vượt qua cái mức là 32. Nhưng mà hiện tại thì khi mà giá Bitcoin nó đang giảm nhưng mà chỉ số này nó vẫn tăng lên mức trên mức 32, cho thấy là các thợ đào hiện tại họ đang bán ra để lấy tiền, có thể là trang trải cho tiền điện này hoặc là chi phí thiết bị. Đặc biệt là thị trường đang trong một giai đoạn downtrend nhưng mà thợ đào họ đang có hành động là bán ra, cho nên là mình nghĩ rằng là thị trường đang sắp chạm đáy của chu kỳ lần này, giống như những lần trước ở năm 2015 này, khi mà giá Bitcoin đã giảm mạnh rồi thì chỉ số Miner Position Index này nó cũng tăng lên một mức là khá là mạnh, cho thấy rằng là các thợ đào họ đang có hành động đối với những số lượng Bitcoin mà đang nắm giữ, cho nên là giá Bitcoin tại cái thời điểm đó nó đã tạo đáy của chu kỳ năm 2015. Và ngược lại, ở những cái lần mà giá Bitcoin nó tạo đỉnh cũng như là giá Bitcoin nó tăng á, thì thợ đào họ cũng có hành động là bán ra ha các bạn. Giống như năm 2013, giá Bitcoin nó tăng lên thì thợ đào họ đã bán ra khá là nhiều. Và 2016-2017 nè, thì thợ đào họ cũng đang bán ra khi mà giá Bitcoin nó tăng lên để tạo đỉnh của chu kỳ. Và gần đây nhất đó là năm 2021, khi giá Bitcoin nó cũng đang tăng thì thợ đào họ cũng có hành động bán ra để chốt lời. Nhưng mà trong giai đoạn này giá Bitcoin đang giảm mạnh, thị trường downtrend mà thợ đào hiện tại họ bán ra, cho thấy rằng là đang có một hành động là bán ra để trang trải những cái chi phí liên quan đến công việc đào Bitcoin của họ, giống như năm 2015, cho nên chúng ta đang gần đáy của chu kỳ lần này. Thêm một thông tin về Ngân hàng Trung ương châu Âu đang cảnh báo những ngân hàng ở châu Âu là ngưng thúc đẩy việc đầu tư vào Bitcoin trong giai đoạn này, bởi vì là có thể giá Bitcoin sẽ còn giảm sau vụ sập của sàn FTX. Thêm vào đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng là các giao dịch Bitcoin hiện tại đang khá cồng kềnh, tức là thời gian giao dịch lâu và tốn phí giao dịch rất là cao, vì vậy cho nên vẫn chưa phù hợp với nhu cầu thanh toán trong đời thực. ECB đã kết luận rằng việc định giá Bitcoin cũng như Bitcoin là một phương tiện dành cho những nhà đầu cơ là chính. Qua thông tin này thì các bạn đang có suy nghĩ gì thì nhớ để lại một bình luận ở dưới video này nhé. Với mình thì quan điểm của ECB hiện tại đang là đúng, nhưng mà trong tương lai thì có thể nó sẽ không còn đúng nữa, bởi vì thay vì là Bitcoin thì có những dự án on-coin khác, ví dụ như là Ethereum, thì nó sẽ được cải thiện hơn về tính phi tập trung này, về tốc độ giao dịch, về phí giao dịch, cũng như là có thể sẽ xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây, thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu trong đời thực. Hiện tại thị trường crypto vẫn dành cho những nhà đầu cơ là chính, nhưng mà cũng chính là cơ hội dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn về giá trị của thị trường crypto này. Cuối cùng là biểu đồ phân tích kỹ thuật trên khung thời gian ngắn hạn, khung 4 giờ của Bitcoin. Thì như video hôm qua mình đã có phân tích,
thì giá của Bitcoin đang chạm vùng kháng cự quan trọng, đó là vùng 17.500 đô. Đây chính là một vùng kháng cự cũ thôi các bạn. Và tại đây thì giá đã xuất hiện đi một tín hiệu phân kỳ đỉnh giảm giá. Khi giá tạo đỉnh sâu, cao đỉnh trước nè, đây chỉ là một bóng nén thôi và một cú phá vỡ giá. Nhưng mà trên chỉ báo kỹ thuật nó lại tạo đỉnh sâu, thấp hơn đỉnh trước. Và đây là một sự mâu thuẫn giữa giá và chỉ báo kỹ thuật, cho thấy là áp lực bán đã tham gia thị trường trở lại và lực mua nó đã bắt đầu yếu hơn so với lực bán. Cho nên là trong ngắn hạn mình kỳ vọng là giá Bitcoin sẽ có một nhịp sóng điều chỉnh giảm trước khi mà nó tiếp tục nó hồi lên quanh khu vực ở tầm 18.200 đô hay các bạn. Cuối cùng là thông tin tốt về lớp tài sản có tính rủi ro, đó là chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ đang bắt đầu là muốn phá cấu trúc xu hướng tăng trên khung thời gian tuần, khung thời gian dài hạn. Và các bạn có thể thấy rằng là như trên video thì chúng ta thấy được là nến hiện tại đang bắt đầu muốn phá vùng màu xanh ở đây, chính là vùng 104.98, cũng chính là vùng đáy dẫn đỉnh cao nhất trong một xu hướng tăng. Và có thể đây là một tín hiệu cho thấy rằng là lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt và nền kinh tế Mỹ sẽ có một cú là hạ cánh mềm và không rơi vào tình trạng là suy thoái kinh tế, cho nên là dòng tiền bắt đầu là được bơm ra ngoài thị trường trở lại, khiến cho lớp tài sản rủi ro sẽ bắt đầu là tăng lên. Bởi vì là hiện tại thì nếu như chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ nó giảm xuống thì những nhà đầu tư họ sẽ có xu hướng là mang đồng đô la Mỹ đó để mang đi đầu tư, và dòng tiền nó sẽ chảy vào các kênh đầu tư có tính rủi ro, cho nên là nó sẽ khiến cho giá nó tăng lên. Ở giai đoạn hiện tại là giai đoạn sắp cuối các trận đấu của vòng bảng World Cup năm nay, cho nên là điểm X để đổ ra logo đội bóng chỉ có là 250 điểm X thôi hả các bạn. Khi giai đoạn vòng 1-8 đến vòng chung kết thì cần gấp rất là nhiều lần điểm X, có thể là gấp 10 lần điểm X hiện tại để đổ ra logo các đội bóng tiềm năng vô địch giải World Cup năm nay. Cho nên trong giai đoạn này thì các bạn có thể tranh thủ cơ hội là chỉ cần 250 điểm X chúng ta có thể đổ ra được logo đội bóng mà chúng ta yêu thích. Tóm lại, qua báo cáo về chỉ số của kinh tế vĩ mô cho thấy rằng là dấu hiệu lạm phát đang có phần hạ nhiệt, nhưng mà Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất với bước nhảy nhỏ hơn. Và các bạn có thể thấy là khi Fed tiếp tục tăng lãi suất thì nguồn cung tiền trên thị trường vẫn tiếp tục giảm và chưa có dòng tiền mới chảy vào các thị trường, bởi vì là chưa đến một cái giai đoạn đó là giai đoạn bơm tiền. Trong ngắn hạn thì vùng 15.500 đô đang là vùng đáy của Bitcoin, nhưng mà trong tương lai thì chúng ta không thể biết được là Bitcoin sẽ có mức giá đáy ở vùng giá là bao nhiêu. Nên là mình đang thực hiện chiến lược đó là mua trung bình giá định kỳ hàng tháng theo thu nhập của mình ở trên sàn Binance. Mình mua Bitcoin và Ethereum và sau đó thì mình sẽ rút về địa chỉ ví cá nhân của mình ở trên ví Coin98 để mình cất giữ tài sản. Các bạn có thể sử dụng sàn Binance để thực hiện phương pháp đầu tư này, cũng như là sử dụng ví Coin98 để cất giữ tài sản crypto theo đường link đăng ký mình sẽ để dưới phần bình luận của video này nhé. Nếu anh chị thấy thích video và muốn nhận thêm nhiều thông tin hữu ích đến từ kênh YouTube của team mình thì nhớ nhấn like video và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ team mình nhé. Mọi phân tích của mình chỉ mang yếu tố là thông tin tham khảo và chia sẻ quan điểm cá nhân. Quyết định đầu tư là nằm trong tay của anh chị và các bạn. Video này không phải là khuyên đầu tư tài chính. Và video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.